Sáng ngày 29 tháng 9, Thị ủy Đông Triều đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý. Dự và chỉ đạo khai mạc kỳ thi có các đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển; Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; Nguyễn Khắc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Tham gia kỳ thi tuyển lần này có 30 thí sinh, đảm bảo đủ các điều kiện và tiêu chuẩn tham gia thi tuyển để tuyển chọn vào các chức danh gồm Phó trưởng phòng quản lý đô thị thị xã, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hồng Thái Đông, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tràng Lương, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Kim Sơn, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hồng Phong, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Phượng. Tại buổi lễ, các thí sinh đã được nghe công bố quyết định thành lập hội đồng thi tuyển, công bố quyết định thành lập ban coi thi viết, thí sinh kiểm tra việc niêm phong đề thi. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển đã ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia và chuẩn bị nghiêm túc của các ứng viên. Đồng chí mong muốn các ứng viên sẽ bình tĩnh, tự tin, thực hiện có hiệu quả các nội dung theo yêu cầu của hội đồng thi tuyển. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị các đồng chí thành viên hội đồng thi tuyển làm việc dân chủ, công tâm, khách quan, đảm bảo quy chế thi tuyển nhằm lựa chọn được những ứng viên xứng đáng nhất để bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý của thị xã. Sau khai mạc kỳ thi tuyển, các thí sinh đã thực hiện nội dung phần thi viết. Từ kết quả thi viết, các thí sinh đủ tiêu chuẩn sẽ tiếp tục dự thi phần thi thuyết trình, trình bày đề án và trả lời các câu hỏi của các thành viên hội đồng thi tuyển đưa ra.